cuộc đời của Vì Văn Toán và quá trình thực hiện tội ác. Vì Văn Toán, 37 tuổi, ngụ tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị cưỡng hiếp sát hại. Hồi nhỏ, Toán được đánh giá là ngoan, biết nghe lời bố mẹ. Nhưng lớn lên, Toán bị ảnh hưởng bởi những đối tượng buôn ma túy nên sa chân vào vòng xoáy tội lỗi. Toán lấy vợ và sinh được hai con, nhưng vì Toán và vợ là Vi Thị Thu trở thành cặp bài trùm về việc buôn bán cái chết trắng. Vào tháng 2 năm 2008, vợ Toán bị công an huyện Điện Biên bắt quả tang khi đang ôm một gói heroin đi giao hàng. Thu bị tuyên án 11 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Một năm sau, Toán bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa tuyên án 10 năm tù, đến giữa năm 2018 mới ra trại. Ngày bố mất, Toán không có mặt chịu tang vì phải trả án trong tù. Ra tù, những tưởng Toán sẽ biết tu chí làm ăn, quay về nẻo thiện, nhưng lại trở thành chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Mẹ Toán cho biết ngày Toán bị bắt, con gái Toán khóc rất nhiều, bỏ ăn cả tuần. Hôm Toán cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử, cô con gái không gặp được bố cũng khóc rất nhiều. Mẹ Toán suy sụp hơn khi cả con dâu và con trai đều bị tuyên mức án chung thân. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, dự kiến trong tháng 12 âm lịch tới đây, vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại sẽ được đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, 10 năm trước, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh Duyên, hai bánh heroin với giá là 300 triệu đồng, nhưng chưa nhận đủ tiền. Toán sau đó bị bắt và chịu án 9 năm 6 tháng tù. Sau khi ra tù và nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng, 35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, cùng đàn em bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên để gây áp lực và đòi nợ. Ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức ngày 30 Tết Kỷ Hợi năm 2019, các đối tượng gọi điện mua gà. Khi nữ sinh chở gà đến một khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ, thì bị các đối tượng siết cổ, chiếm đoạt của nạn nhân số tài sản hơn 10 triệu đồng và đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Khi thấy thể trạng của Cao Mỹ Duyên quá yếu, Công đã thông báo cho kẻ chủ mưu Vì Văn Toán biết để tìm hướng giải quyết. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2, Toán cùng với Vương Văn Hùng có mặt tại nhà Công. Vào thời điểm này, Bùi Thị Kim Thu, vợ của Bùi Văn Công, là người chăm sóc, bón cơm cho Cao Mỹ Duyên, phát hiện Cao Mỹ Duyên không ăn được nữa nên đã nói với Công: "Nó yếu lắm rồi, chỉ ăn được có mấy miếng thôi." Khi các đối tượng đã tập trung tại nhà Công, Công nói: "Nó không ăn được thì kệ nó, mẹ nó không trả tiền thì giết nó đi." Đồng tình với ý kiến của Công, đối tượng Vì Văn Toán nói: "Chúng mày hiếp nó rồi, giờ nó yếu, không lấy được tiền chuộc và cũng không cho nó về thì mang đi xử lý." Sau đó, đối tượng Phạm Văn Nhiệm góp ý: "Nó yếu hay là cho nó đi viện cấp cứu." Tuy nhiên, Bùi Văn Công lại gạt đi: "Đưa nó đi viện thì khác gì báo công an." Để thực hiện ý đồ muốn giết hại Cao Mỹ Duyên, Công tự đưa tay lên làm động tác bóp vào cổ để đồng bọn hiểu ám hiệu. Cùng với đó, Vương Văn Hùng cũng ra ám hiệu, đưa tay làm động tác cứa ngang cổ. Đến lúc này, cả bọn hiểu rằng cần giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên để diệt khẩu. Sau đó, các đối tượng đã đưa nạn nhân Cao Mỹ Duyên ra căn nhà hoang gần nhà Công để giết hại, rồi dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Thế nhưng, bọn chúng không thể ngờ rằng dù có tinh quái đến đâu thì cũng không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày và sáng tỏ. Ngày đền tội của các đối tượng không còn xa. Cáo trạng cũng xác định trong quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là kẻ chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng và tích cực thực hiện, các bị can khác là người thực hành và người giúp sức.